Nhưng mà ở trên live hôm nay các chị mua ở trong khung giờ live em đang bán 2.399.000 đồng. Và đợt này chỉ có khách nào mình đặt hàng trước em mới về thôi nha. Bởi vì đây là mẫu hàng thiết kế cao cấp cho nên chỉ có chị nào đặt hàng trước mình mới có hàng thôi. Bên em không có về sẵn các chị nha. Mã hàng thiết kế này là của Dory, hàng cao cấp loại 1 cho mình luôn. Và đặc biệt là mẫu này được làm rất là tỉ mỉ. Với phần ở vải ở bên ngoài cho bên em toàn bộ đều là được đính cho chị yêu mình là kim sa. Mọi người ơi, đính từng cái hạt là kim sa ở lên trên cái mẫu đầm thành họa tiết cho bên em nha, chứ không phải là đính kim tuyến nha. Đây không phải là kim tuyến mà là kim sa, cho nên là vì vậy các chị sẽ mặc lên không gây ngứa hay là gây khó chịu gì hết. Đầm em đang mặc đây là DX017 nha. Chị nào mọi người đặt hàng ghi là DX017 kèm số trên like. Em giới thiệu từng màu cho chị yêu mình coi nè. Ở đây là đằng sau của cái đầm các chị yêu nha. Trời ơi, cái đầm DX017 nè các chị yêu nè. Nhìn cho em cái màu đỏ này đi, màu đỏ này quá đẹp các chị ơi. Đây em quay sát lại màn hình cho chị yêu mình xem, toàn bộ đều là